Rồi, mình Chiến âm thanh bả xin chào anh em nha. Đây là ngày 30 tháng 4. Hàng em có về một số hàng và giới thiệu cho anh em và bán khuyến mãi cho anh em nhân dịp ngày lễ. Đó là con Pioneer SX838, dòng ngoài rất nổi tiếng với anh em nha. Tích hợp mạch Dolby NR cho anh em chơi nhạc trên mạng xuống rất là hay. Nó có cái mạch Dolby NR này, anh em kém vào đường này. Và con này đặc biệt là đánh được 3 cầu loa ABC hạt A cộng B, A cộng C, hạt B cộng C anh em, nó được hai cặp một lúc và chỉnh bass chép và có hai cần gạt về giải tầng, can thiệp giải tầng nên can thiệp rất là rộng, có loa nét anh em, đài đuốc là kêu rõ ràng cho anh em hết, mặt mũi là đẹp không tì vết nha. Đây. Và giá bán là ngày lễ này thì khuyến mãi cho anh em là nhân tay thì liên hệ em nha, giá là 12.500.000, bao ship to toàn quốc cho anh em nha. Đây, màu gốm rất là đẹp nha. Đó là 12.500.000. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em nha. Đây, em ship hàng toàn quốc cho anh em. Em sẽ qua chi tiết sản phẩm cho anh em nha. Hôm nay là hàng nội địa của Mỹ nha. Có công suất là 250W và công suất cực đại của nó là 380W nha anh em. Công suất maximum là 380, hoạt động thường là 250W. Đó, đủ cho anh em nghe nhạc thoải mái, 250W là rất là lớn rồi. Đánh được rất là nhiều loa. Đây, khi mạch Dolby NR anh em kém vào đường này nha, là đường mạch nó sẽ chạy và anh em có thể được con này có thể anh em tháo ra làm rề, làm bao thoải mái khi anh em ghép những thiết bị bên ngoài. Ba cầu loa cho anh em ơi. Đấy. Bao gỗ đẹp không xước xèo nha. Này. Chắc là mới nha, giá 12.500.000. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Em ship hàng toàn quốc cho anh em. Sau đây em sẽ quay ruột gan cho anh em xem nha. Đây. Rất là mới nha. Em nó là một tăng phô nguồn rất là lớn và hai tụ nguồn cho cấp nguồn lẹp nguồn cho bộ âm sách và phần phần công suất. Đây là tụ nguồn để hỗ trợ khi mà anh nó đạt công suất lớn. Này. Mã sườn là 089B nha anh em. Những con này là sườn tránh nha anh em. Đấy. Rất là mới. Anh nào thiện chí thì liên hệ cho em nha. Hàng thì bao riêng cho anh em. Giá là 12.500.000, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ số điện thoại của em nha. Đây rất là mới nha. Lên đèn rất là đẹp nha, đánh được rất là nhiều loa. Và anh em kém đường tín hiệu Dolby NR và anh em nghe nhạc mạng rất là hay. Nó sẽ cải thiện rất là nhiều về chất âm nha. Rồi, xin chào anh em nha. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Anh em nào ở xa không đến được với Chiến cứ liên hệ với em và cọc ít tiền thì em sẽ ship hàng tận nơi và anh em được xem hàng, kiểm tra hàng thoải mái nha. Rồi. Xin mời anh em đăng ký kênh cũng như để theo dõi những sản phẩm bên em khi những lúc hàng về. Cảm ơn anh em đã xem video này và chúc anh em có một cái lễ thật là vui vẻ nha.